Rồi chào tất cả anh em đến với kênh Bonsai Tiền Giang nha. Đó, nay lại tiếp tục giao lưu một em kim cương riêng nha anh em. Đó, hàng này nằm chậu là 12 năm rồi. Đó, từ lúc người ta mua cây nhánh chiết về hay là cây dăm cạnh gì người ta trồng chậu tới nay là 12 năm rồi. Nằm trong chậu không luôn nha anh em. Nên nó không được lớn lắm nha. Được cái là rất là già. Đó, hoành thân nó khoảng 12 cm thôi. Cái củ thì tới 37 nha. Đó, củ đế 37, cây dáng đổ nha anh em. Đó, em là rất là mê cái dáng này luôn, dáng đổ là em mê nhất luôn. Đó, anh em có nhu cầu thì alo trực tiếp số điện thoại em nha, 0979 582 872, Zalo Facebook số đó luôn nha anh em. Đó, hàng đáng sưu tầm nha, cực kỳ già. Đó, cây này mà trồng ngoài đất là nay nó rất là lớn rồi nha, 12 năm trong chậu vậy luôn nha anh em. Đó, cái này em mới thay chậu đẹp, hồi hởm nó nằm trong cái chậu nhựa 12 năm trong đó luôn. Rồi anh em xem thấy hay cho em một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ em nha. Đó, anh em có nhu cầu giao lưu cái này thì alo trực tiếp số điện thoại em